Xin chào bác nha, chào mừng bác đã trở lại với trang Chính Phủ Ngày Xưa. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới bên em và ủng hộ em suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh em ấn đăng ký kênh hoặc đỏ góc phải bên dưới video cũng bị đọc quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống đút số kịp nhắn rất nhanh đến số và bác về ngày nào hàng ngày video. Tiếp tục ngày hôm nay em về là dòng cái kính Mure chữ H, Mure chữ H bọc vàng của Pháp xưa, được sản xuất giai đoạn thập niên 1950. Cái này có size cũng khá là to đấy nhá, size nó rơi 145, bọc vàng của Pháp và giá thành cực kỳ rẻ, hồi sau sẽ rõ. Kênh kính cổ kính xưa duy nhất có địa chỉ là ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, và số điện thoại là 0916566826 nhá. Ngày nay rất nhiều đối tượng là giả kênh kính cổ kính xưa, trong Nam ngoài Bắc đều có, đặc biệt là một kênh, số kênh trong miền Nam, miền Trung Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ giả kênh kính cổ kính xưa lên một lô kính là 39 cái, 79 cái thì có một nửa thật, một nửa dởm, giả nhái, trà trộn lẫn lộn, bán thì là hàng toàn hàng sản xuất tại nước thứ hai. Chẳng hạn đây là cái kính Mure mới nhất bọc vàng ở Pháp sản xuất tại nước thứ nhất, giá thành bao giờ nó cũng rất là cao. Trong khi đó một đối tượng kia thì bán là kênh bán mua hàng là hàng Nhật, tức là Nhật thì là hàng sản xuất tại nước thứ hai, là lại tái bản những thập niên 80, 90, 2000, 2010. Chính vì thế giá thành rất là rẻ. Thứ ba là bán trà trộn cả hàng Hồng Kông, Trung Quốc, Macau, lẫn lộn tùm lum tùm la, rất nhiều anh em bị dính. Hàng sản xuất tại nước thứ hai và hàng giả nhái Trung Quốc sản dùng rất là chán, rất nhanh bay màu, phai màu. Các bác hết sức cẩn trọng, bởi vì đây là con Mure mới nhất sản xuất tại Pháp thập niên 50-60. Chuẩn áo 1, nước thứ nhất, bao giờ dùng rất là sướng, trải qua 6-7 năm, thậm chí 80 năm rồi, vẫn là bền màu. Đấy. Các bác nào Hà Nội, Hà Nội có địa chỉ em có 390 đường Trường Chinh nhé. Các bác là tỉnh xa hết sức yên tâm về sự của phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện nhanh nhất, hợp tình hợp lý, hợp phí được tiền đó, thời gian gửi từ 1 tháng 2 ngày chậm nhất là 3-4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Đấy, rất là rõ ràng. Ở cầu giữa thì nó có chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa, trong chuyện vuông này nó có cái chữ đó. Càng bên phải nó có chữ BS 8260 là số series của kính thôi, rất là rõ ràng nhé. Mọi thông tin chi tiết về kính để luôn luôn ghi bên giấy video kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng, dành mặt chi tiết hình thức mua bán, thời gian bán hàng đều ghi bên giấy video. Càng bên trái là có chữ Mure. Đấy, có chữ Mure và cái số chuyện vùng logo của hãng từ ngày xưa. Giá cực kỳ êm ái nhé. Cái kính này điểm trừ của nó là bên bên trên này, lưng thì nó có một vết rất là nhỏ xíu thôi. Đây. Với cả bên lòng trong của cái càng bên phải thì nó hơi lấm tấm một chút xíu. Đấy, các bác nào cần ảnh chi tiết thì em sẽ gửi. Thật ra qua cái hình ảnh video này nó rất là rõ ràng, sắc nét rồi. Vì chính vì thế giá thành rất là rẻ. Mà size là size to, size bay 145. Giá là 13 triệu rưỡi hay gọi là 13.500k. Giá là 13 triệu rưỡi hay gọi là 13.500k. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bao chiếc bán test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả và chất sản phẩm. Về hình thức của bán và thời gian bán hàng đều ghi giấy video. Thời gian cực kỳ thoải mái, từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, cũng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào, ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng đột xuất quá em bận công việc riêng, thì bác điện thoại trước thì em sẽ nghênh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Lắng nghe thấu hiểu tư vấn, cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa, đó là cái giá trị cực kỳ lớn mà khi bác mua cái số đồ cổ xưa lâu năm, thương hiệu uy tín 20 năm, 30 năm. Ngay cả số điện thoại là hơn 20 năm rồi. Thì bác mua đâu mua, nên chọn cái địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm thì cực kỳ yên tâm. Là bởi vì sao? Bởi vì ngày nay nhiều đường là bán qua các trang mạng xã hội, trang mạng tử là không có địa chỉ, mỗi số điện thoại không, kể cả số điện thoại tam quy tứ quý, nếu nó lừa được vài triệu, vài chục triệu, nó bỏ trang, bỏ kênh, bỏ số điện thoại luôn. Cho nên là mình phải mục sở thị ở nhà, có làm sao bền vào được nhá. Đấy là góc độ chia sẻ quan điểm thôi, bởi vì là em cũng học hỏi bác nhiều thôi, nhưng năm tháng em buôn bán nước ngoài là em cũng tìm những cái địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm đấy, chứ không có lên lớp đời đời đâu. Bởi vì thật sự các bác là tiền ở túi các bác thôi, bác lựa chọn bên nào thì là lựa chọn, thì làm sao mà là chọn mà cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm là ok. Quần áo thép phía lưng hàng hiệu cũng thế, đặc biệt là cuối năm này mua rượu hết sức cẩn trọng nhé, bởi vì rượu chuẩn ao 1 uống rất là thơm và ngon đấy, và mùi thơm nó nhẹ nhàng. Còn chuẩn ao 2 ấy, mà sản xuất tại Singapore ấy, rượu ấy thì nó mùi nó sẽ hơi nồng một chút đấy, nhưng mà độ đậm đà của hương vị thì nó không thể bằng được so với sản xuất tại Pháp, vùng Bordeaux, vùng đất của Pháp ấy. Đấy, thì nó sản xuất một rượu trơn panh rồi là chi vắt, nhiều rượu khác nữa thì uống rất là ngon. Còn rượu giả, rượu nhái thì uống vào rất là đau đầu, nó đau đầu đến ngày hôm sau chóng mặt, đau đầu luôn. Đấy, cho nên là các bác mua bán rượu hay đồ cổ xưa của hàng hiệu, mình phải chọn cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm. Em luôn luôn nhấn mạnh như thế, bởi vì là nhiều anh em bị dính rồi. Vì khi em đi thẩm định giá đồ cổ xưa cho một số anh em là anh em dính mà không hề biết luôn.
bởi vì nó đối tượng bây giờ là nó lên kênh, lên trang, số điện thoại xin số đẹp lắm, rồi là lượng follow, lượng view rất lớn, mới được 1 năm, 5 rưỡi, 2 năm, nó 10.000, 15, 20.000 đăng ký kênh rồi. Đó là thuyền đơn vị thứ ba quảng cáo marketing và xem để like, để view đấy, rất nguy hiểm đấy. Kênh của em đó nhá, làm 6 năm rồi mà triển khai làm chỉ có hơn 2.000 người đăng ký, bởi vì em làm cách hữu xạ tự nhiên hương, chân tình, chân thành nhất đấy, bác hiểu rõ nhá. Vâng, lần nữa rất cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video em. À, bác nào mà yêu quý thích kênh Cơ Hội Xương đăng ký kênh màu đỏ phải bên dưới video và điểm quả chuông, để mỗi khi lên kênh thì tôi sẽ gửi tin nhắn rất nhanh đến số điện thoại bác, bảo tin nhắn tút 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 lên điện thoại luôn vào ngay cho nóng, để lâu nó nguội lạnh, trời mùa đông rồi nhanh lạnh đúng không? Vâng, xin chào tạm biệt các bác nha.